tôi cứ đọc nhiều lần mấy người khi mà nó nói gì thôi ông cứ đọc vì ở trên thuyền hắn có đánh chị không vì ở trên thuyền hắn có đánh chị không vì ở trên thuyền hắn có đánh chị không vì ở trên thuyền hắn có đánh chị không được chưa.